Như vậy là còn 3 ngày nữa thì cái cuộc gặp đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ chính thức bắt đầu. Đó là chính là ngày 28, ngày 29 tháng 6 năm 2019. Cái địa điểm gặp mặt thì Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại G20 Osaka, Nhật Bản. Mỹ và Trung Quốc thương chiến và G20 sẽ như thế nào thì đó là một những trong những thứ mà chúng ta sẽ trao đổi và chia sẻ trong video ngày hôm nay. Tuy vậy, trước khi nghe những thứ chúng tôi tổng hợp và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn thì chúng ta hãy coi đây như là những cái thông tin để chúng ta tham khảo thêm, nắm thêm tình hình và có thể đưa ra những cái dự báo và nhận định của riêng mình cho cái tình hình kinh tế thế giới trong thời gian sắp tới. Trái với không khí phấn khởi của cuộc họp G20 lần trước tại Argentina thì ngày 1 tháng 12 năm 2018 trước đó, thì khi cuộc gặp giữa ông Bình và ông Donald Trump kết thúc thì trong cái tiếng cười đùa vui vẻ và đạt được một cái thỏa thuận kéo dài cái thời gian áp thuế lên 90 ngày. Và sau 90 ngày thì vừa rồi đây chúng ta không khó để nhận ra rằng là người Mỹ đã tiếp tục áp thuế lên người Trung Quốc. Cái cuộc gặp bên lề G20 tại Nhật Bản vào ngày 28-29 tháng 6 năm 2019 sắp tới đây thì có thể sẽ giải quyết được các vấn đề hiện tại hay không, thì và liệu họ có thể đạt được một cái lộ trình đáng tin cậy cho những tiến triển trong tương lai hay không, thì điều đó là điều khó có thể dự báo được. Hy vọng rằng là sẽ có một cái đàm phán theo hướng, tức là sẽ kéo dài cái thời gian đánh thuế đình chiến trong một khoảng thời gian, và theo dự báo của chúng tôi thì có thể con số 90 sẽ được lặp lại, tức là sẽ kéo dài thời gian đình chiến thêm 90 ngày nữa. Và điều tốt đẹp hơn thì có thể kéo dài thời gian đình chiến lên 180 ngày. Đây là một trong những cái điều mà TOTV xin được đưa ra cái dự báo mang tính chất cảm quan của riêng mình. Thì điều gì khiến hai bên không muốn xuống nước trong giai đoạn hiện nay? Thì thưa với anh chị và các bạn, thì đây một cuộc chiến tranh thương mại, một cuộc thương chiến với cái kết quả là Zero Game, tức là game này là có tổng bằng không, Sum Zero là bằng không. Thương chiến là phiên bản thu nhỏ của một cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn với cả ba phương diện. Cạnh tranh của các nước lớn là đặc trưng chủ yếu của trật tự thế giới mới, được định hình bởi hậu chiến tranh lạnh. Vì thế thì rất khó có thể thay đổi khuynh hướng của cuộc đua này. Như vậy thì có nghĩa là thương chiến sẽ tiếp tục đi đến căng thẳng hơn nữa trong thời gian 1 tới 2 3 năm tới. Ngoài lý do lớn bao trùm này còn có một số lý do mang tính kỹ thuật khác khiến cho chúng ta có thể mạnh dạn cho rằng thương chiến khó có thể kết thúc với một cái kết quả hai bên đều hài lòng. Thứ nhất là sự ủng hộ chính trị trong nước với hai lãnh đạo cứng rắn vẫn còn rất lớn. Nói cách khác, mùi thuốc súng ở trong nước đang lấn át mùi cờ hoa. Thứ hai là tác động của thương chiến đến kinh tế mỗi nước chưa tạo ra những tác động nặng nề. Tại cái cuộc họp của các cái bộ trưởng tài chính G20 tại Pukoga hồi đầu tháng 6 thì Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói rằng ông không thấy bằng chứng nào cho thấy tranh chấp giữa Trung Quốc đang làm chậm nền kinh tế của Mỹ. Thứ ba là những nội dung để đi đến một thỏa thuận lâu dài thuộc về cái lĩnh vực lợi ích cốt lõi mà hai bên không thể dễ dàng đưa ra cái thỏa hiệp. Với Mỹ, đó là đòi hỏi mọi thứ phải luật hóa và minh bạch. Với Trung Quốc, đó là bảo vệ uy quyền của Đảng Cộng sản, đòi hỏi bảo hộ và trợ giá để phát triển ngành công nghiệp chủ chốt trong nước mình. Tại sao chúng ta lại nói rằng đây là một zero sum game? Thì thưa với anh chị và các bạn, thì khi Tổng thống Trump nói rằng thương chiến Mỹ-Trung sẽ là cuộc chơi theo dạng zero sum, tổng lợi ích của hai bên theo dạng triệt tiêu lẫn nhau, một sẽ người vội vã nhận định rằng nói như vậy là sai bởi cả hai bên sẽ thiệt hại và không thể có cái câu chuyện Mỹ cắt đứt mọi liên hệ kinh tế thương mại đầu tư với Trung Quốc. Bản chất của cuộc chiến tranh thương mại và việc Mỹ sử dụng các công cụ thuế quan và phi thuế quan đều có những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm như sau. Thứ nhất là nếu Trung Quốc chơi như vậy thì sẽ không khai thác và xé toang lồng ngực của mình ra, tức là Trung Quốc chấp nhận những gì mà người Mỹ mong muốn và sẽ không thể cạnh tranh được với các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Vì thế Zero Sum Game ở đây phải được hiểu là nếu chấp nhận luật chơi của Mỹ thì Trung Quốc sẽ chẳng còn lại bất kỳ lợi thế gì. Mỹ đẩy Trung Quốc vào cái trò chơi là có tổng bằng không bởi nhận thức chiến lược của Mỹ về Trung Quốc đã thay đổi. Trung Quốc đang có những cái tác động rất là mạnh mẽ đối với nền kinh tế trên trên toàn cầu.
Và điều thứ ba chúng ta hay thường hay nhắc tới và cũng là một trong những cái bình luận của cái chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc của một số cái tổ chức có uy tín trên 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 thế giới và ở Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là Mỹ đang nhìn nhận thế nào về Trung Quốc, thì chúng ta sẽ nói thêm và cũng sẽ tham khảo một số ý kiến như sau. Câu hỏi này thì rất quan trọng vì nó có khuynh hướng chính sách của Mỹ rõ ràng từ năm 2016 đã có một sự chuyển ngoặt trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc toàn diện trên toàn toàn phương diện kinh tế, quân sự và ngoại giao. Sai lầm của Bắc Kinh là đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Donald Trump trong việc đạt được những kết quả cụ thể vượt ra ngoài những cái mong muốn mà người Mỹ đang mong muốn. Và nó nằm ở ngoài luôn cả cái khuôn khổ đối thoại. Sai lầm của Bắc Kinh cũng có thể liên quan đến việc đánh giá thấp về sự đồng thuận của hai đảng trong vấn đề Trung Quốc, và điều này đã làm cho Trung Quốc cảm thấy khá là bất ngờ, đó là hai đảng quá đồng thuận nhau luôn. Kết quả của những đánh giá chiến lược sai lầm dẫn đến việc Trung Quốc dường như đang bị động, trong khi Mỹ thì liên tục đưa ra các quan điểm chiến gọi là khiến cho đối thủ cạnh tranh của mình chính là Trung Quốc, thì một trong những quốc gia đang gặp những cái vấn đề rất là lớn thời điểm hiện nay. Thì một số cái điểm chúng ta cần điểm qua như sau. Trung Quốc chuyển từ quốc gia chấp hành luật thành quốc gia tạo ra luật chơi. Thứ hai là các chính sách của Trung Quốc sẽ làm xói mòn và phá hủy hệ thống trật tự dựa trên luật lệ và hiện thời. Cách thức xây dựng hệ thống luật chơi mới của Trung Quốc kém bền vững và mang cái tính bạo lực hơn so với trật tự thế giới hiện nay. Trung Quốc cũng có kinh nghiệm trong việc quản trị các cơ chế đa phương và điều phối khu vực. Sự quảng bá và nhân rộng mô hình phát triển Trung Quốc bằng công nghệ cao có thể tạo ra một chiến lược trồng tiếp, tức là gọi là chiến lược trồng tiếp tiếp cận bất cân xứng trên nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Nhưng nếu bạn nhìn vào những lo ngại trên thì sẽ thấy rằng là đa phần người Trung Quốc thì lấn át về luật chơi cũng chính là lấn át về tiêu chuẩn. Vì vậy cuộc đua giữa hai nước còn triển khai cả trong lĩnh vực thiết lập tiêu chuẩn. Quốc gia nào thiết lập được hệ thống tiêu chuẩn công nghệ cho càng nhiều quốc gia thì càng có những ảnh hưởng lớn. Một số phân tích không thực sự am hiểu về cái mức độ phức tạp của lĩnh vực 5G cho rằng bên nào xây dựng được 5G thì sẽ thiết lập được tiêu chuẩn dẫn đến các nước tức là tác động vào các nước khác. Trên thực tế, đó là công nghệ của hơn 500 công ty và tổ chức toàn cầu chứ không phải là chuyện của riêng một nước nào. Vì thế cuộc chiến 5G giống như một cuộc chiến thị phần hơn, và đương nhiên ngăn chặn con ngựa Huawei tiến vào thành gọi là Troy của Mỹ là điều mà Mỹ chắc chắn sẽ làm. Thứ tư là nếu Mỹ muốn người Mỹ hiện tại đang muốn gì ở Trung Quốc thì điều Mỹ muốn bây giờ có thể là rất đơn giản. Nó bao gồm trong ngắn hạn thì giành được một thắng lợi về mặt đặt luật chơi, đẩy Trung Quốc vào cái tình trạng sa lầy trong các ván cờ mà không thể giành thế chủ động. Trong dài hạn, chuyển hẳn từ chính sách can dự sang ngăn chặn Trung Quốc. Ngăn chặn đó thực sự là một từ khóa mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc không thích hay nhìn từ một điều khoản mà chính người Mỹ muốn Trung Quốc đặt bút ký. Mỹ biết Trung Quốc khó có thể ký, nếu ký sẽ rơi vào một số trường hợp sau. Thứ nhất là câu hỏi đặt ra là vậy tại sao Mỹ vẫn chưa đưa những điều khoản đó lên làm cái top đầu, thì câu trả lời có thể là rất giản đơn: Mỹ không cần có một thỏa thuận thương mại. Điều này chúng ta cần phải lưu tâm, người Mỹ không cần có một thỏa thuận thương mại, chắc chắn là như vậy, người Mỹ không cần đâu. Trung Quốc càng mất thời gian đối phó với Mỹ thì càng có cơ hội gọi là trôi xa họ và các tham vọng của quốc gia này càng sớm lụi tàn. Bạn sẽ nói rằng Mỹ không thể nào đánh sập Trung Quốc như đã đánh sập Liên Xô hồi những năm 1990, hay là đưa người Nhật Bản vào một cái kỷ nguyên gọi là suy thoái kéo dài, thì điều đó có thể là đúng. Nhưng đánh sập để làm gì đối với Mỹ nếu Trung Quốc vẫn phát triển và chỉ loanh quanh trong cái biên giới của mình, thì điều đó là vô hại đối với nước Mỹ. Nói cách khác thì chiến lược lùa hổ về chuồng sẽ là ưu tiên hàng đầu hiện nay và ít tốn kém nhất đối với nước Mỹ. Đối với điều thứ năm mà chúng ta nên quan tâm, đó là đối với Trung Quốc thì họ có thể được làm được cái gì trong thời điểm hiện nay, thì đình chiến là một chiến thuật. Điều này vừa cho Trung Quốc thêm thời gian chuẩn bị, vừa tích lũy tính chính sách cho ông Tập Cận Bình trong vấn đề đối nội và đối ngoại rằng ông không phải là người hiếu chiến đến cùng. Và cái sự chuẩn bị cho căng thẳng dài hạn là một chiến lược. Nếu Trung Quốc đủ tỉnh táo để nhìn nhận chiến tranh lạnh 2.0 đã đến và Mỹ thực sự muốn ngăn chặn họ, thì về lâu dài họ sẽ phải chuẩn bị mọi thứ để có thể đi lên trong cái vòng zig zag hiện nay của mình. Điều thứ sáu chúng ta cần phải lưu tâm là liệu có cơ hội nào cho hai nhà lãnh đạo tại G20 hay không, thì tín hiệu của cả hai bên đều là dành cho hòa bình một cơ hội, tức là
Như đầu video chúng tôi đã nói với anh chị và các bạn, đó là có thể sẽ kéo dài con số 90 sẽ được đưa ra, hoặc là nếu đẹp hơn là số 120 hoặc 180. Đó là những con số đình chiến, thời gian đình chiến cho hai nước có thể tuân thủ luật chơi hơn và đưa ra những cái gọi là phán đoán về những cái đòn đánh tiếp theo của chính những nhà lãnh đạo đang cần phải tính toán. Thì tín hiệu của cả hai bên thì tuy vậy thì một nhà nghiên cứu quan trọng về kinh tế Trung Quốc đã có một bình luận đầy cái tính dí dỏm rằng giả sử hai ông Tập và Trung gặp nhau, chỉ cần họ đồng ý sẽ có các cuộc họp tiếp theo của nhóm đàm phán thì đó là một kết quả quá tốt vào thời điểm hiện nay, hoặc là họ cho ra một cái kết quả tức là kéo dài cái thời gian đánh gọi là đánh thuế tiếp theo thì cũng là một trong những kết quả khá là tốt rồi. Thì trong vòng 6 tháng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh và người Mỹ có nhiều kỷ niệm đẹp ở Nhật Bản trong cái cuộc gặp của ông Trung và người Mỹ và người Nhật. Tuy vậy thì người Mỹ lại rất ít những cái kỷ niệm đẹp tại Trung Quốc, và cá nhân tôi thì cho rằng là có thể có được một cái cuộc gặp kết quả, tức là khó có thể có một cái cuộc gặp có cái kết quả tốt đẹp và đột phá. Điều đó có lẽ đáng kỳ vọng nhất cũng chỉ có thể là một cái kiểu như là chào hỏi, sau đó là đồng ý gặp nhau tiếp, rồi sau đó là kéo dài cái thời gian đánh thuế, hoặc là điên tiết lên thì có thể đánh thuế ngay lập tức. Thì điều này cũng rất khó có thể để nói trước, và chúng ta cũng cần phải rất rất quan tâm khi mà cái người Mỹ đang chơi một cái cuộc chơi thực sự là rất khó đối với người Trung Quốc. Điều mà người Trung Quốc muốn đang đi sai một cái nước cờ, trong cái nước cờ mà chúng ta có thể đánh giá, đó là câu chuyện ông Tập có thể sẽ đang cố gắng là kéo dài thời gian để khóa sau thì ông Trump không còn được làm Tổng thống Mỹ nữa, thì sẽ có một cái người tiền nhiệm là ôn hòa hơn. Nhưng điều này đang cho thấy sự sai lầm đánh giá của về chiến lược của Trung Quốc. Lý do là bởi vì là người Mỹ đang rất ủng hộ ông Trump. Thì chúng ta sẽ điểm tới một cái video tiếp theo về cái câu chuyện là chiến lược cờ vây của Trung Quốc, cũng trên cái chuyên trang cái chương trình nghiên cứu kinh tế Trung Quốc về một vành đai một con đường mà chúng tôi đang cập nhật cái dữ liệu với chị em và các bạn, thì sẽ tiếp tục được cập nhật trong một cái video tiếp theo, bởi vì video này thì cũng khá là dài rồi. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Đừng quên là đăng ký kênh cũng như là ấn subscribe, đăng ký kênh TOTV và ấn vào cái chuông để tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với TOTV, cùng với Trading Online Television, hoặc là chúng ta sẽ tiếp tục gọi là thường xuyên cập nhật cái trang TOTV để có thể xem những video mới mỗi ngày hoặc là hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một chương trình tiếp theo.